Rồi chiếc xe buýt đang đậu ngang các bạn. Bị cua cái đập nè. Đào tới cái đập rồi. Đập tâm hiệp các bạn ơi, đập tâm hiệp chuẩn bị xả lũ. Đang đo cao độ luôn nha các bạn. Bắt đầu cua đập nghe các bạn. Chạy qua rồi. Quá dữ. Đã đầu xong cái đoạn này các bạn. Giờ mấy anh em đang chạy thảm rồi. Chạy thảm bơm cát vô. Đây xe hút qua cái đoạn kia hút tiếp tục. Dắt sơ sơ cái chân này lên. Chọn cái đường bằng thẳng đường bộ qua bên đầu bên đây nha các bạn. Tôi ly cho láng nha các bạn, chà cho láng là cho nó không có lỡ đâu. Cắt này rất là dễ bị lỡ luôn, cắt mềm. Dạng dĩ qua nè, đi tới. Thank you.
tới. Xài lại cho người ta luôn nha các bạn. Bạn cái mô xài cho ta nè, hãy đi ngang ngay cái mô xài nè. Dính dài luôn à, dài mới tại nè, dính luôn à. Tụt xuống. Đây bắt đầu gấp cái máy nè, gấp cái máy để bơm nước nha các bạn. Nghe cái đầu nó móc, bắt đầu móc nha các bạn. Quay đã tới giờ nghỉ trưa nghe các bạn, sẽ tàu nghỉ nha. Bây giờ này là buổi chiều nghe các bạn, chiều xe cuốc tiếp tục đào cái đường tiếp theo nè, cái đoạn tiếp theo nè, giáp mí với cái đoạn này luôn. Trời chỗ này nắng mà quá chỉ mưa luôn rồi. Sớm thì được lỗ bao nhiêu đây nha các bạn, lỗ cũng khá là lớn nha.
sớm nhận gặp được nhiêu đây nha các bạn. À, giáp bí rồi nè, giờ tới cái bí cái đầu bên đây nè, thằng móc khu nhà nước qua luôn. Đây bắt đầu chạy qua nè, khui qua cho nó thông nhau luôn nè. Chạy mạnh. Đây cái đầu này nãy giờ cô đứa anh em đã chạy thảm xong nha các bạn. Cô qua từ từ. Đầu tâm cũng đang bơm dài xuống nè. Anh em đang ngồi chờ để móc cái cục đất này xong là đã cho giáp bí thảm luôn rồi. Rồi đã chảy qua đây đồng nhau rồi. Cho nó ngay. Em đang kéo thảm luôn nha các bạn. Rồi nói mới gì bên đây nè. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn.